Go, go. There you go. Got it. Channel của mình hôm nay mình mượn được chiếc này, mình sẽ review chiếc này ha các bạn ha. Thì có chủ xe ở đây, một lát mình sẽ giới thiệu chủ xe cho các bạn xem. Thì đây là chiếc 2007 Yamaha R6, thì ở Việt Nam dân chơi còn gọi là con ngựa hoang các bạn ha, tại chiếc này chạy hỗn lắm. Ok, thì bây giờ mình sẽ giới thiệu chủ xe cho các bạn. Ok các bạn, thì đây là Eric, cháu của mình, nó bự hơn mình luôn. Ok, thì nếu mà các bạn coi những cái video trước của mình á, thì các bạn chắc có lẽ đã thấy Eric rồi. Thì hôm nay mình sẽ mượn xe của Eric review chiếc này và bỏ thêm số món đồ chơi làm đẹp nhẹ nhẹ lên chiếc này. Slow motion crew, and we up in our growlings when people change, but not us. And we just chillin', kicking it, kissed by the sun. Could be soaked to the skin in the mall soon. I know she got the good vibes when seasons change, but we're the same. Even if I lost all my money, the zero runs deep, honey. And I don't need to speak a single word. Today we're going to be taking off this old tank grip because it's too short, and whenever I ride, my belt buckle scratches this part right here. So I have a new one. It goes from the top all the way down to the bottom, and it's going to protect it from any scratches and things like that. And then we're also going to be adding tank grips on the side here, because when I lean, I usually put my butt off of the seat. So I use the grips on the sides to keep me on the motorcycle. Ok, bây giờ Edith sẽ gỡ cái này ra ha các bạn ha. Cái này là cái miếng cũ. Oh, look at that. Oh, there you go. A crash there. Oh. In the garage. In the garage. How about on the road? Oh man, dude, this guy scratched this thing. Yeah. Really bad. Yep. Okay, thì đây là lần đầu tiên Edit gỡ cái miếng này ra. Thì khi mà mua chiếc này nha các bạn, thì chắc chủ cũ đã làm chạy chỗ này rồi nè. Zipper của áo khoác lúc mà hớt cái thang ôm cái thang á các bạn, thì nó cạy vô nó chạy, hoặc là một cái gì đó làm chạy chìa khóa cái kiểu, thì ổng thì cái người chủ đó người ta dán cái miếng nó lên để che này luôn. Ok, thì bây giờ thì sau khi gỡ ra thì nó sẽ dính keo với lại
nó dơ, thì trước khi mình dán cái miếng mới lên thì mình sẽ phải lau lau sạch cái này các bạn ha, bằng bằng alcohol. Ok, đây là Brian nha các bạn. Đó. Sáng giờ có chạy xe không Brian? No. No. Go later today. Later today? Yeah. Okay. Yeah. Đây là cái miếng mới. Bây giờ mình gỡ ra, mình dán lên. Ok, go ahead Eric. Watching the ocean with you, baby, up with a slow motion crew, and we up in our cloudlands when people change, but not us. And we just chilling, kicking it, kissed by the sun. Could be soaked to the skin in the moss soon. I know she got the good vibes when seasons change. Okay, bây giờ mình dán cái miếng đệm cho cái bình xăng lên ha các bạn ha. Đó, nó sẽ như vậy nè. I'm thinking, do I want it parallel? Okay, hey, Brandon. Hello. Yeah. Brandon, chạy chiếc này nè các bạn. Đó. Hello. What's your bike? Oh yeah, it's outside. Brandon. That one. Đây là Instagram của Eric nha các bạn. Các bạn follow Eric nha. Instagram Eric Koo. Vậy là nó đã nóng máy rồi các bạn ha. Nó đã nổ đều rồi đó. Ok. Đó các bạn nghe tiếng nổ của R6 ha. Chị chơi Việt Nam hơi bị thích chiếc này luôn. Nhẹ nhẹ thôi. Cherry các bạn, màu đỏ của trái cherry ha. Đó thì nó phối với lại màu đen, nhìn nó rất là ngầu, đỏ đen, nhìn bao ngầu luôn. Đi ở trên phố là rất là bắt mắt, người ta dễ thu hút ánh nhìn của người ta các bạn. Rồi, ở đây là dáng ngồi của khi mà mình ngồi lên R6 ha các bạn ha. Ngồi tướng Seaboard. Đúng là sport luôn á, đúng là chất sport. Ngồi phải ôm mình xăng, chạy lúc mà chạy phải ôm mình xăng. Đó. Mình cao 1m8. Thì mình còn dư không? Ngồi chiếc này thì thoải mái các bạn, nhưng mà phải nhón chân chút xíu. Ừ. Đó. Rất là nặng không? Cảm giác mà... lúc mà liếp cái xe là nặng không? Yeah, chiếc này nó khá nặng các bạn, nhưng mà mình đối với mình thì nó cũng không nặng lắm. Rồi. Nhưng mà đối với những người mà nhẹ ký hơn mình á thì có thể là nó sẽ nặng. Cái khối lượng của nó nặng như vậy các bạn, thì khi mà mình chạy đường trường á, chạy tốc độ cao á thì nó sẽ rất là đầm. Rất là thoải mái. Bây giờ mình sẽ mượn chiếc này ra chạy thử một vòng ha các bạn ha. Sẵn mình sẽ test cái camera của mình luôn. Ok, mình sẽ cho các bạn một góc quay rất là chân thật. Thank you.
minutes later. Thì tụi mình chạy tới đây có một cái bảng yield. Đó, các bạn có thể thấy không? Thì đây là không phải là stop. Mình chỉ cần quan sát, nếu mà đường trống thì mình có thể chạy, mình không có phải dừng lại. Còn đây là bảng stop, thì mình bắt buộc mình phải dừng lại rồi mình mới chạy hai các bạn ha. Đó, thì mình với Rick đều dừng lại một nhịp để quan sát, không có xe thì mình chạy. Tại vì cái đường ở ngoài là cái đường lớn, thì nếu mà mình không dừng lại mà mình quẹo ra luôn, thì nếu mà có xe chạy lên thì người ta sẽ đụng mình, rất là nguy hiểm các bạn ha. Chạy thì mới thấy được sự khác biệt giữa hai chiếc các bạn. Mới vừa rồi mình chạy chiếc 600cc, dặn tới đâu là nó lên tới đó. Còn bây giờ đang chạy chiếc 500cc, dặn nó cũng lên nhưng mà nó bị mệt. Có những lúc phải dí theo chiếc R6 các bạn, có những lúc thực sự phải dí theo chiếc R6. Hôm nay thời tiết rất là đẹp các bạn, và mình quay bằng cái camera hành trình Akaso V50 Elite. Nó có chống rung khá là tốt, các bạn có thể thấy là nó không có quá rung. Nhưng mà cái khuyết điểm thì vẫn là nó lấy gió quá nhiều, mình vẫn chưa có cái microphone. Thì hy vọng là các bạn xem video các bạn thông cảm cho mình ha. Mình sẽ cố gắng kiếm một cái microphone để setup, để có thể chỉ thu tiếng nói và tiếng động cơ xe thôi, không có thu tiếng gió. Tại vì cái tiếng gió nó rất là khó chịu, mình edit video mình cũng cảm thấy rất là khó chịu các bạn. Hôm nay trời rất là đẹp, trời có mây, trời xanh, nắng, không quá lạnh, nhưng mà vẫn có gió các bạn. Đó, thì hiện tại có một vài chiếc xe hơi đang chạy phía trước mình và Eric. Thì họ chạy tốc độ speed limit, tốc độ cho phép ở trong cái đường này là 45 dặm một giờ. Cho nên là tụi mình chưa có chạy nhanh được. Thì đoạn này là hai chiếc xe hơi quẹo trái, thì mình và Eric bắt đầu kéo lên. Đó, các bạn có thể thấy là chiếc R6 nó lên rất là nhanh ha các bạn ha. Chiếc 500 này kéo theo cũng hơi mệt mệt. Thì hiện tại bên Mỹ đang là vào tháng 5, giữa tháng 5 rồi các bạn. Thì trời bắt đầu cũng nắng và nóng dần, cho nên là các cái đồi cỏ nó đã bị cháy, nó đã bị khô các bạn, chứ không phải là cháy mà nó bị khô. Nó chuyển màu từ màu xanh sang màu vàng. Thì bây giờ là đang là giai đoạn chuyển mùa, cho nên là các bạn còn thấy nó là màu vàng lợt lợt.
Nhưng mà tới khoảng tháng 6, tháng 7 khi mà nó nắng nắng gắt, nắng lên tới khoảng 90 tới 100 độ F thì nó sẽ là màu vàng đậm. Ok, thì đây là tới cái lúc mà mình về rít dừng lại để test bô cho các bạn. Ok, bây giờ chỗ này trống nè các bạn. Mình sẽ test vô thử cho các bạn coi nha. Nãy trong neighborhood đó khó test lắm. Rồi ở chỗ này dân chơi hay ra đây drift với lại làm donut nè các bạn. Đó các bạn thấy không? Ok, go go. Go go. There you go. Here, hold it. Just record it, I'll do it. Go lower. Got it. Và bây giờ là trên đường chạy về thì có nhiều người nói là chạy mô tô bên Mỹ không có an toàn, nhưng mà thật ra là nó an toàn các bạn. Nó an toàn hay không là do vào người chạy. Các bạn có thấy là Eric, khi mà Eric chạy á thì Eric mặc giáp rất là kỹ, còn mình thì có thể là mình theo kiểu Việt Nam cho nên là mình không có quen mặc giáp đó. Các bạn thấy khúc này Eric nghiêng ôm cua rất là đẹp ha. Chiếc R6 bỏ chiếc CB500 cái khúc luôn, lúc mà vừa hết cua cái nó mở đó các bạn. Đó thì chạy xe mô tô bên Mỹ cũng giống như là một chiếc xe hơi vậy các bạn. Mình cũng tuân thủ luật lệ giao thông giống như là mình chạy xe hơi, và những người chạy xe hơi cũng xem mình như là một phương tiện di chuyển trên đường cũng như là một chiếc xe hơi vậy các bạn, và đôi khi còn được ưu tiên hơn nữa các bạn ha. Thì tới cái đoạn này là một cái ngã ba thì cả mình và Eric đều chậm lại để xem chiếc xe ở phía chiếc xe này có nhường mình hay không thì mình mới chạy tiếp đó. Biết là luật là chúng ta đi thẳng là chúng ta sẽ được ưu tiên, nhưng mà cả mình và Rick đều muốn chậm lại để xem cái người kia có nhường hay không. Nếu mà người kia hoàn toàn dừng lại á, thì tụi mình mới đi qua cho nó an toàn ha các bạn ha. Đó, Eric ôm cua nhìn bén ghê á. Tụi mình đang chạy vận tốc là khoảng 50 hoặc là 55 dặm trên giờ. Các bạn thấy là chiếc R6 ở trên đường nó rất là nổi bật. Và Eric có một cái giáp màu cũng là màu đỏ đen, nó match, nó phù hợp với lại cái màu đỏ đen của chiếc xe hay các bạn ha. Đó, khúc này chiếc R6 ôm cua nhìn quá đẹp luôn. Nhìn mà mình chạy sau mình ghiền luôn á các bạn. Bạn nào thích video của mình thì đừng quên cho mình một like và đăng ký kênh của mình để mình có động lực mình ra thêm nhiều video mới hơn nha. Ok, bây giờ mình về tới nhà rồi. Chiếc 2007 Yamaha R6. Đó, chiếc này R6 là 600cc các bạn ha. Ok, thì đây là chiếc Honda CBR 500cc. Đây là Ryan, chủ nhân của chiếc xe này. Thì tập tiếp theo mình sẽ mượn xe của Ryan để review cho các bạn xem, và sẽ quay Ryan. Còn kia là Brandon. Đây là ba anh em hai các bạn ha. Đó, 1, 2, 3. Đó, mình không phải là anh em. Ok. Nếu mà các bạn thấy thích video của mình thì các bạn nhớ like, chia sẻ và đừng quên nhấn subscribe và mở cái chuông notification để có thể nhận được những video mới nhất mà mình post lên. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Thank you for watching. Okay, friend, say some Vietnamese. Con Honka speak Vietnamese, Doug.